Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với video của kênh Anh Ba Công ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Công chia sẻ về một số kinh nghiệm sống trong môi trường nghĩa vụ quân sự. Môi trường nghĩa vụ quân sự là một môi trường mà sống tập thể, khá là đông anh em, đến từ bốn phương tám hướng, rất là nhiều người tính cách thế này tính cách thế kia. Thì làm sao để sống cho tốt trong một cái môi trường như vậy? Thực tế là có rất là nhiều trường hợp có một cá nhân là bị cả tập thể ghét bỏ, cách ly. Không có ai muốn chơi cùng với cá nhân đó, cũng không có ai muốn làm bạn với cá nhân đó. Thì thông thường những trường hợp như vậy là do cá nhân đó nó có những hành động, lời nói, cử chỉ khiến cho cả tập thể không vui, hoặc là làm cho cả tập thể bị phạt. Và những việc như vậy kéo dài 5-7 lần hoặc là nhiều hơn, cho nên mới xảy ra vụ việc cả tập thể cách ly cá nhân. Làm thế nào để không xảy ra việc bị đồng đội ghét như vậy? Thì trong video này Công sẽ chia sẻ một vài mẹo để khi sống trong môi trường tập thể của quân đội nhân dân sẽ không bị đồng đội ghét và cách ly như Công vừa mới nói. Mong là những cái mẹo này có thể giúp ích được cho các bạn sắp đi nghĩa vụ quân sự. Điều đầu tiên rất là đơn giản. Khi các bạn đi bộ đội, các bạn cần phải là người khiêm tốn. Không cần biết ở ngoài các bạn như thế nào, nhưng mà khi các bạn đã vào môi trường bộ đội, các bạn không nên tỏ ra chảnh hay tỏ vẻ ta đây. Vì sao? Bởi vì một chiến sĩ mới, hầu như mọi người đều không quen biết nhau. Mà không quen biết nhau thì không có ai có nhu cầu tìm hiểu gia cảnh hay là thực tế bên ngoài bạn như thế nào. Hoặc là bạn có người nhà làm quan to hoặc là làm tướng như thế nào, không ai có nhu cầu đó hết nha các bạn. Bởi vậy cho nên các bạn đừng có cố tỏ ra mình hơn người khác, tỏ ra mình là người quan trọng. Hoặc là khi các bạn 24-25 tuổi mới đi bộ đội, các bạn xem các đồng chí đồng đội đi cùng với mình 18-19 tuổi không ra gì, thì các bạn nên bỏ cái tính đó đi. Cái tính đó nó không hay một tí nào. Nó cũng giống như cái việc mà các bạn khoe gia đình vậy, hơn 18 tuổi rồi mà còn khoe gia đình thì người ta còn cười cho cái cười vô mặt các bạn. Đặc biệt là cán bộ đó các bạn, khi mà biết các bạn có cái thái độ chảnh chẹ hay là tỏ vẻ ta đây này nọ, nhiều khi cán bộ còn uốn nắn các bạn đặc biệt và nhiều hơn các đồng chí đồng đội khác nữa. Cho nên muốn hòa đồng với tất cả mọi người, một điều đơn giản và dễ làm nhất đó, không tỏ ra chảnh chẹ, không tỏ ta đây và cố khiêm tốn càng nhiều càng tốt đó các bạn. Vấn đề thứ hai mà Công nhắc tới trong video này đó là một vấn đề khá nghiêm trọng, đó là tính lịch sự trong mỗi chúng ta. Bởi vì trong quân đội có khá nhiều cái thanh niên khi mà mới nhập ngũ tỏ ra khá là bổ đề, khá là xã hội đen đó các bạn. Nói chuyện thì không đầu không đuôi, hay quát tháo rồi hay sai cái đồng chí đồng đội, mặc dù cả hai là ngang hàng nhau. Sống nó như thế đó các bạn, mất lòng khá nhiều người, không chỉ là trong quân đội mà ngoài xã hội nó cũng thế thôi. Mất lòng thì mất lòng, nhưng mà không tới nỗi khiến cho người ta ghét. Thì đồng chí đồng đội không ghét, nhưng mà tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, các cán bộ họ sẽ không, sẽ ngứa mắt đó các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì họ cán bộ mà họ còn không tỏ, không quát tháo, không sai vặt, không lợi dụng các đồng chí đồng đội mà bạn ai làm như vậy, họ không ưa một tí nào. Mà đối với những trường hợp có cái tật xấu như thế thì thường là cán bộ sẽ ràn rũa, nhưng mà không bao giờ ràn rũa một cá nhân mà ràn rũa cả tập thể, cả một tiểu đội hoặc cả một trung đội. Vài lần như thế thì cá nhân đó sẽ bị ghét, mà các bạn biết đó, bị một tập thể ghét nó không dễ chịu một tí nào. Bởi vì thế cho nên tốt nhất chúng ta nên tỏ ra lịch sự, ăn nói có đầu có đuôi. Thế là người nói có lời hay thì người nghe họ mát dạ. Chỉ cần chúng ta ăn nói lịch sự thì chả có ai ghét được chúng ta cả. Và điểm thứ ba cũng khá là quan trọng, đó là chúng ta không được nhiều chuyện. Nhiều chuyện ở đây tức là không nghe người này nói kể cho người kia đó các bạn. Cái gì mà các bạn vô tình biết được, cái gì mà các bạn thấy hay hay mà biết được tin từ cấp trên hoặc là những người bạn khác, thì các bạn cũng đừng nên kể cho những người khác làm gì. Tại vì sao? Công nói cho các bạn nghe, khi mà các bạn là chiến sĩ mới, các bạn không có xài được điện thoại di động, những tin tức mà các bạn biết được các bạn chỉ nghe truyền tai nhau, khả năng chính xác của nó không có cao. Các bạn có cố nghe ngóng mà đem kể nhiều đi nữa,
nhiều khi sai á, cái câu chuyện nó sai đi, người ta sẽ không ưa các bạn. Sau này các bạn có nói á, người ta cũng sẽ không có tin. Mà khả năng các bạn nói sai mà nó nghiêm trọng á, thì có thể sẽ khiến cho cán bộ hoặc là những người khác á, người ta ghét và người ta có những cái hành động không giữ được bình tĩnh. Các bạn có thể xưng mình xưng mẩy đó các bạn, không nói thật như vậy. Tóm như chúng ta không nhiều chuyện, kể cả chuyện của đồng chí đồng đội hay chuyện của cấp trên, chúng ta biết thì chúng ta im đó, một mình chúng ta biết là được rồi. Ở ngoài xã hội bị ghét thì không sao, nhưng mà ở trong quân đội bị ghét là dễ có hậu quả trên cơ thể lắm đó nha các bạn. Nên nhiều chuyện này là một cái thói xấu chúng ta nên bỏ đi. Và cái điều thứ tư mà con muốn nói tới đấy, đó chính là cái tính là giúp đỡ người khác. Ở đây cụ thể là giúp đỡ đồng chí đồng đội. Đôi khi trong cái việc phân công công việc cho của cấp trên, có thể là cho một số đồng chí có nhiều việc hơn các bạn, thì khi các bạn làm xong việc của mình, các bạn nên giúp cái đồng chí đồng đội đó. Thì hôm nay các bạn giúp họ, ngày mai bạn có nhiều việc hơn, họ sẽ giúp các bạn. Cho dù họ không biết ơn các bạn, nói thật, những người đồng chí đồng đội khác, người ta nhìn vô, người ta cũng thấy bạn là người tốt, người ta cũng sẽ chơi với bạn, cảm thấy ừ thằng này nó chơi rất là được, nó chủ động giúp đỡ người khác. Còn những cái đứa kia nó không biết ơn nó thì đừng chơi những đứa kia. Không có ai mà đi ghét được cái người mà chủ động giúp đỡ người khác cả các bạn. Trong môi trường bộ đội, cái chuyện giúp đỡ lẫn nhau là cái chuyện cực kỳ bình thường. Người không giúp đỡ người khác mới là người bất bình thường. Có ghét cũng chỉ ghét những người đó thôi các bạn. Như con mới nói là hôm nay các bạn giúp người ta, ngày mai các bạn khó khăn người ta chắc chắn sẽ giúp các bạn. Các bạn nên tập cái thói quen đó đi, dần dần là vừa. Thì vừa rồi là 4 nội dung mà con muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Nói chung khi các bạn nhập ngũ thì cứ sống như bình thường, không có thói hư tật xấu làm người ta ghét thì đồng đội sẽ yêu quý các bạn. Vào bộ đội không có ai mà họ quan tâm thế giới bên ngoài của các bạn như thế nào. Bạn chỉ cần là người bình thường, có một số tính cách tốt như là ăn nói lịch sự, không nhiều chuyện, không khoe khoang, vui vẻ giúp đỡ đồng chí đồng đội. Và chắc chắn 100% những người khác sẽ quý mến bạn, chứ không thể nào mà ghét bạn được. Bên cạnh đó, cán bộ thấy bạn như vậy cũng sẽ đánh giá bạn cao hơn, để cho bạn có nhiều quyền lợi hơn. Vì thế cho nên cố gắng đừng có để cho người ta ghét. Sống tập thể, chỉ cần có thể vui vẻ với mọi người thì tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Video của Công đến đây là hết. Hãy bấm đăng ký và theo dõi cái video mới nhất từ kênh Ba Công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.